Hoạt động sau cùng của Đức Thánh Cha tại Bologna là thánh lễ ngày cử hành lúc 5 giờ chiều tại sân vận động Dallara ở khu ngoại ô cách trung tâm thành này hơn 2 cây số. 40.000 tín hữu đã ngồi chật thao trường này để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Đồng tế với ngài có 24 giám mục thuộc 15 giáo phận ở miền Emilia-Romagna và hàng trăm linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 26 thường niên, kể lại dụ ngôn hai người con được cha yêu cầu đi làm việc trong vườn nho của ông. Người thứ nhất từ chối, nhưng rồi đã nghĩ lại và đi làm. Còn người con thứ hai nhận lời, nhưng rồi lại không đi làm. Đức Thánh Cha nhận xét. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu đặt trước chúng ta hai con đường mà chúng ta cảm nghiệm, nhưng không luôn luôn sẵn sàng xin vâng bằng lời nói và việc làm, vì chúng ta là người tội lỗi. Nhưng chúng ta có thể chọn lựa giữa một bên là người tội lỗi đang tiến bước, tiếp tục lắng nghe Chúa, và khi sa ngã thì thống hối và trỗi dậy như người con thứ nhất. Hoặc chúng ta là những người tội lỗi, ngồi lì, luôn sẵn sàng biện minh cho mình và chỉ có những lời nói xu thời. Chúa Giêsu dạy dụ ngôn này và áp dụng cho một số lãnh tụ tôn giáo thời ấy. Họ giống như người con có đời sống hai mặt, trong khi dân thường thì cư xử như người con thứ nhất. Các thủ lãnh tôn giáo ấy biết và giải thích mọi sự, không chê được như những nhà trí thức tôn giáo thực sự. Nhưng họ không khiêm tốn lắng nghe, không có can đảm tự hỏi mình, không có sức để thống hối. Và Chúa Giêsu rất nghiêm khắc. Ngài nói cả những người thu thuế cũng đi trước họ vào nước Chúa. Đó là một lời trách cứ nặng nề, vì những người thu thuế thời ấy là những người thối nát, phản bội tổ quốc. Vậy đâu là vấn đề của các thủ lãnh tôn giáo ấy? Họ không sai lầm về điều gì, nhưng sai lầm trong lối sống và suy tư trước mặt Chúa. Qua lời nói và với những con người khác, họ là những người quyết liệt gìn giữ các truyền thống của con người, nhưng không có khả năng hiểu rằng cuộc sống theo Thiên Chúa là một hành trình và đòi phải có sự khiêm tốn, cởi mở, thống hối và bắt đầu lại. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy điều ấy nói gì với chúng ta? Thưa rằng không có một đời sống Kitô ở bàn giấy, ở bàn học, được kiến tạo một cách khoa học, trong đó chỉ cần chu toàn và giới luật là được an tâm. Đời sống Kitô là một hành trình khiêm tốn của một lương tâm không bao giờ cứng nhắc, nhưng tín thác nơi Chúa trong sự thanh bần, không bao giờ tự phụ, tự mãn cho bản thân. Nhờ đó chúng ta vượt thắng những điều đã xảy ra và tái diễn sự ác xưa kia, như Chúa Giêsu tố giác trong dụ ngôn. Đó là sự giả hình, lối sống hai mặt, óc duy giáo sĩ, có kèm theo thái độ vụ luật, xa cách dân chúng. Chìa khóa chủ yếu ở đây là thống hối. Sự thống hối giúp chúng ta không cứng nhắc, biến thái độ từ khước Thiên Chúa thành vâng phục, và biến sự chấp nhận thành sự phủ nhận tội lỗi vì tình yêu đối với Chúa. Thánh ý Chúa Cha đứng hàng ngày nói với lương tâm chúng ta chỉ được thể hiện trong hình thức thống hối và hoán cải liên tục. Xét cho cùng, trong hành trình của mỗi người có hai con đường. Một là người tội lỗi thống hối, hay là những người tội lỗi giả hình. Nhưng điều đáng kể không phải là những lý luận biện minh và toan tính cứu vãn thanh danh, cái vẻ bề ngoài của mình, nhưng là một con tim hàng ngày tiến bước với Chúa, chiến đấu mỗi ngày, thống hối và trở về cùng Ngài. Vì Chúa tìm kiếm những con tim thanh khiết, chứ không tìm kiếm những kẻ thanh sạch bề ngoài. Tiếp tục bài giảng thánh lễ chiều Chúa Nhật vừa qua ở Bologna, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta thấy rằng lời Chúa đào sâu phân định những tâm tình và tư tưởng của tâm hồn, nhưng lời Chúa cũng thời sự. Dụ ngôn này cũng nhắc nhở chúng ta về những tương quan không luôn dễ dàng giữa những người cha và người con. Ngày nay, giữa những thay đổi nhanh chóng giữa các thế hệ, chúng ta nhận thấy rõ hơn nhu cầu độc lập với quá khứ, nhiều khi đến độ nổi loạn. Nhưng sau những khép kín và im lặng dài của phía này đối với phía kia, nên phục hồi cuộc gặp gỡ, cho dù còn những xung đột, có thể kích thích một sự quân bình mới. Giống như trong gia đình, trong giáo hội và xã hội cũng vậy,
Đừng bao giờ từ chối gặp gỡ đối thoại, tìm những con đường mới để đồng hành với nhau. Và Đức Thánh Cha để lại cho các tín hữu ba điểm tham chiếu, bắt đầu bằng ba chữ P theo tiếng Ý. Trước tiên là parola, lời Chúa, là địa bàn để tiến bước trong khiêm tốn để không bị lạc mất con đường của Thiên Chúa và rơi vào thái độ trần tục. Thứ hai là pane, bánh, bánh thánh thể, vì từ thánh thể mọi sự bắt đầu. Chính trong thánh thể chúng ta gặp giáo hội, chứ không phải trong những chuyện tầm phào hoặc trong những tin tức thời sự, nhưng là tại đây, trong mình Chúa Kitô, được những người tội lỗi và túng thiếu chia sẻ, nhưng họ cảm thấy được yêu thương và ước muốn yêu mến. Thứ ba là poveri, những người nghèo. Ngày nay vẫn còn bao nhiêu người thiếu những điều cần thiết, nhưng cũng có bao nhiêu người nghèo tình thương, những người neo đơn và nghèo Thiên Chúa. Nơi tất cả những người ấy, chúng ta tìm thấy Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu trong thế giới đã đi theo con đường nghèo khó, tự hạ, như Thánh Phao-lô đã nói trong bài đọc thứ hai ngày lễ hôm nay. Từ thánh thể đến người nghèo, chúng ta đi gặp Chúa Giê-xu. Anh chị em đã ghi lại câu nói mà Đức Hồng Y Lê Caro thích thấy được khắc trên bàn thờ. Đó là, nếu chúng ta chia sẻ bánh thiên quốc, làm sao chúng ta không chia sẻ bánh trần thế? Chúng ta luôn nhớ đến điều ấy. Lời Chúa, Thánh Thể và người nghèo, chúng ta hãy xin ơn không bao giờ quên những yếu tố cơ bản này, những yếu tố nâng đỡ hành trình của chúng ta. Mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Signore, sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre,
Figlio, Spirito Santo. Amen.